Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một kinh nghiệm sống về dạy con. Tôi muốn hỏi các bạn có cảm xúc như thế nào khi con mình thất bại trong học đường, thí dụ như thi rớt hoặc là điểm kém. Bạn thất vọng, buồn bã, bạn la rầy con của mình, bạn so sánh con mình với con người ta, và thậm chí bạn có khả năng có những cái biện pháp kỷ luật cứng rắn. Bạn đã phản ứng như thế nào khi con mình thất bại? Bạn sẽ dạy con mình đối diện với thất bại ra sao? Đó là vấn đề mà giáo sư Trương Nguyễn Thành từng chia sẻ trên trang cá nhân của mình với nhiều thông tin đa chiều thú vị, kết hợp giữa phương pháp giáo dục của cả phương Tây và phương Đông. Ngày hôm nay, giáo sư Trương Nguyễn Thành sẽ trở thành khách mời của chương trình Ghế Nóng để tiếp tục bàn luận sâu hơn về chủ đề này cùng với người dẫn chương trình, diễn viên Kim Xuân. Mà bạn có khả năng kiểm soát giúp con mình vượt qua cái thất vọng của thất bại để làm lại từ đầu và đạt được cái mục tiêu. Kính thưa quý vị và các bạn, có lẽ có những nhân vật rất là có duyên để cùng gặp lại nhau trên chương mục Ghế Nóng. Như Kim Xuân đã một lần được nói chuyện với giáo sư Trương Nguyễn Thành, cái cách nói chuyện dí dỏm và rất là sâu sắc của anh đã khiến nhiều khán giả rất là cảm mến. Và hôm nay cũng ở chương mục Ghế Nóng với chủ đề là dạy con vượt qua sự thất bại, chúng tôi xin mời giáo sư Trương Nguyễn Thành cùng nói chuyện với quý vị và các bạn. Tôi xin chào tất cả quý vị ạ. Là một cái người làm việc trong môi trường quốc tế, anh thấy là những cái phụ huynh ở nước ngoài, người ta rất là quan tâm về cái chuyện là làm sao để cho con vượt qua thất bại. Nhưng ở Việt Nam thì lại khác. Tức là cha mẹ sanh con ra mà cho đến khi con trưởng thành vẫn nghĩ là con luôn luôn ở trong vòng tay của mình. Mình phải bảo bọc, mình phải che chở, thậm chí mình phải ấp yêu con, thậm chí làm bình định hướng luôn cho con nữa. Thì đối với anh cái chuyện là kháng bại đó mà thực hiện ở Việt Nam thì nó sẽ gặp những cái trúc trắc gì? Tại vì tôi cũng là cha mẹ, cho nên ở cái tuổi tôi là 40 mấy 50, thì cái khoảng 40 mấy 50 khi họ trẻ đấy, họ khổ lắm, rất là khổ, nghèo, thiếu ăn, rồi phải vất rất là vất vả. Và bây giờ thì kinh tế nó phát triển, họ thu nhập, họ cuộc sống họ nó ổn định hơn, và trong cái tư duy của họ, họ cho rằng là họ bù đắp lại những cái gì họ mất mát trong cái thời trẻ, bù đắp lại cho con, rồi bảo bọc cho con, nghĩ rằng là để đền bù lại những cái gì mà cha mẹ không có thời trẻ thiếu thốn. Nhưng mà vô hình chung làm như vậy thì là hại con hơn là con nó sống nó bị ý ý. Vâng ạ. Cá nhân của tôi đã vượt qua một số cái trải nghiệm. Đó là năm tôi 11 tuổi thì ba tôi bị một cái tai nạn mà bị liệt nửa người. 7 anh em, mẹ tôi, thêm mẹ là 8 người lệ thuộc vào ba. Và ba lúc đó không còn có khả năng đem nguồn thu, bao nhiêu tài sản đem ra gọi là gom góp, gọi là để dành dụm và để chữa bệnh cho ba, và hình như gọi là kiệt quệ trong vòng 1 năm. 11 tuổi tôi phải đi bán thuốc lá ngoài chợ, rồi tôi cũng phải đi cày mướn để sống. Ngày tôi đi đặt chân lên Thái Lan, tôi nói không cha, không mẹ, không bà con, trong túi không đồng nào, chỉ có một bộ đồ cũ. Cho nên cái mục tiêu dạy con là làm sao để mà cái ngày mai tôi có thể mất đi mà con tôi có thể sống tốt. Đâu có ai biết ngày mai nó như thế nào. Chị đồng ý với tôi không? Dạ, đúng rồi. Thương có nghĩa là dạy cho con có khả năng tự lập. Dạy cho con có khả năng con biết đi nấu ăn, con biết nấu một món chiên, một món trứng, không cần phải cha hoặc mẹ đến nấu nồi cơm, cần con về nhà con có thể nấu cơm, con có thể làm một cái món trứng con ăn. Hoặc là cần thiết con có thể ra kia đi kiếm một việc làm gì đó, kiếm một đồng xu nào mua ổ bánh mì thịt để sống cũng có thể được. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ xem một clip sau đây để nghe các phụ huynh khác người ta có ý kiến như thế nào về chuyện con của mình. Xin mời ạ.
Thực ra thì phụ huynh thì rất là mong cho con thành công nhiều hơn là thất bại. Nhưng mà đối diện với cuộc sống bây giờ thì mình phải biết cách để cho con biết là chấp nhận thất bại như thế nào. Đó là điều rất là khó. Mình đang có một đứa con gái, năm nay 11 tuổi. Thì đi học về bé cũng thỉnh thoảng tâm sự với mẹ là cảm thấy là mình thất bại trong cái mối quan hệ với bạn bè. Hoặc là khi mà phấn đấu thi đua thì bé cũng không đạt được như mong muốn, thì bé cũng cảm thấy là mình thất bại. Nhiều khi mình muốn con trai nó một số cái mạnh mẽ, chấp nhận có thể những điều mà không hoàn hảo. Nhưng mà phụ nữ thì lại thích những điều hoàn hảo hơn. Thì muốn là lúc nào con cũng phải là giỏi nhất, hoặc là làm những việc gì phải tốt nhất, đứng đầu người đó. Nhưng nhiều khi cũng mâu thuẫn. Dạy con cũng không phải cách là dễ, nhưng mà mình tiếp xúc được vấn đề thất bại của con cái là mình phải cần ngồi lại, nói chuyện lại và hiểu được con cái mình nó đang cần cái tâm tin gì để mình giúp nó. Thì bé bảo là tại sao con cố gắng hơn bạn kia mà bạn kia lại được kết quả tốt hơn con. Thì mình bảo là mỗi người có một sở trường khác nhau và con hãy phấn đấu về những cái điểm nào con có thế mạnh. Còn ví dụ như đối với quan hệ bạn bè thì bé lại bảo là tại sao con rất tốt với mọi người mà các bạn lại không thích chơi với con bằng chơi với bạn kia. Thì mình cũng khuyên bé rằng là con cứ bình thường với tất cả mọi người và đấy không phải là cái thất bại, mà đấy là cái cách mà con nhìn cuộc sống nó đa màu, không phải lúc nào cuộc sống nó cũng theo đúng ý như con muốn. Thì bé cảm thấy mọi việc nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Anh Thành thấy rất là nhiều cha mẹ có nhiều cái nhận xét về con cái mình, thì ý kiến anh Thành sao? Tôi cũng hiểu rất nhiều và cũng đồng cảm với cha mẹ. Từ cái tuổi 14 cho tới 15, 16, bắt đầu từ 13, 14, 15, 16 là cái tuổi dậy thì. Dạ. Yeah. Thì cái tâm sinh lý nó thay đổi rất là nhanh chóng. Dạ, dạ. Nó có thể là nó mặc cảm về một cái khía cạnh nào đó. Cái quan hệ của nó trong trường học có thể ảnh hưởng tới cái tâm lý của trẻ. Yeah. Mà cha mẹ không để ý. Và đó, đó, đó. Và cái tuổi trẻ ở cái tuổi đó thì họ lại không thích nói chuyện với cha mẹ. Ồ, cái chết đó là ở chỗ đó. Dạ, dạ. Có chuyện gì không con? Không có. Mọi chuyện ổn? Ổn. Đóng cửa phòng nói là không làm phiền hả? Đóng cửa phòng lại. Đừng làm phiền con nữa nha. Dạ. Yeah. Đối thoại giữa cha mẹ con và cái. Con cái. Yeah. Mà chờ tới cái lúc đó thì nghĩ là hơi trễ. Nó trễ rồi. Trễ rồi. Yeah. Cho nên cái kênh đối thoại phải phát triển từ cái lúc 3 tuổi à? 2-3 tuổi à? Sớm vậy à? Vâng à. Dạ. Yeah. Tức là cái sự chia sẻ, sự quan tâm mà hai bên cùng hiểu nhau là phải từ lứa 2-3 tuổi trở đi. Vâng, vâng, nó sẽ phải có cái tin tưởng từ 2-3 tuổi cơ. Có một câu hỏi người ta lại đặt ra vấn đề là, tức là làm cha làm mẹ không chỉ đồng hành và chia sẻ với con từ lúc nhỏ, mà đôi khi phải là người tạo ra những thất bại để cho con vượt qua. Khi mà đứa trẻ nó lớn lên, nó phát triển thì nó phát triển không bao giờ đồng đều cả. Dạ. Yeah. Có những cái khía cạnh nó phát triển tốt, có những khía cạnh nó phát triển xấu. Thì cái chỗ xấu đó thì mình làm sao nó tốt hơn. Yeah. Thì con tôi, cậu ta lanh lợi, thông minh. Nhưng mà cậu ta, tôi cho rằng là hơi quá tự tin. Ở cái tuổi trẻ hơi quá tự tin. Thì tôi nói rằng là vì cậu ta chưa gặp phải một cái thất bại để mà gọi là nếm cái mùi của nó. Nếm mùi thất bại. Nếm cái mùi thất bại của nó. Yeah, yeah. Cho nên trên cái phương diện học tập ấy, cậu ta cho rằng là không có một vấn cái chuyện này nó dễ. Là trở ngại phải không? Là trở ngại đối với cậu ấy. Cái năm cậu ấy học lớp 9 ấy, cậu ấy xin qua học một cái trường trung học mà nó kêu là trung học sáng tạo, cho phép cậu ta học với cái tốc độ của cậu ta. Yeah. Và cậu ta tuyên bố con sẽ ra trường trung học trong vòng 1 năm rưỡi. Thế rằng đây con nghĩ con làm được à? Anh nói, con làm được. Thế thì trong vòng 1 năm cậu ta chứng minh là cậu ta lấy được cả lớp 10 và lớp 11. Cái cậu ta ngênh cái mặt lên. Cái là tôi rút ra, tôi đem cho đưa vào một cái chương trình khác. Tôi mới tới làm việc riêng tới hiệu trưởng với cái giám đốc chương trình trước. Thì tôi mới nói chuyện trước rằng là khi mà tôi đem con tôi vào thì cái học lực đồ rồi khá tốt. Nhưng mà tôi có một cái yêu cầu nho nhỏ. Tôi muốn thiết kế là làm sao để cho con tôi có một cái trải nghiệm thất bại để trong
trong cái chương trình này, nói anh nói vậy là nghĩa là sao? Thì tôi nói rằng là tôi nhờ chị xếp những cái lớp với những cái thầy cô khó nhất cho cháu. Yeah. Rồi xong rồi á thì tôi mới gặp thầy cô và nói nhờ là tôi nhờ thầy cô ấy là đi có nghĩa là đi cho em nó hơi nặng một tí xíu, có nghĩa là bắt em làm cho thật hoàn hảo hay gì đó, còn ông á là trừ điểm cho em nó đàng hoàng. Thì cái học kỳ đầu tiên của cậu ta vào cái chương trình đấy, cậu ta gặp những cái giáo viên mà gọi là thuộc cái hàng gọi là nổi tiếng khó nhất trường. Cho nên sau một học kỳ thì cậu ta bị mấy con si liên tục, cậu ta về cậu ta khóc lóc, cậu ta gọi là đập bàn đập ghế, cậu ta nói cái này không bằng con giỏi mà tại sao vậy, cậu ta đòi xin ra khỏi cái chương trình đó. Thì tôi nói ok, tôi chở cậu ta vô nói chuyện với giám đốc, đánh tự ái của cậu ta một tí xíu, nói con tôi cảm thấy rằng cái chương trình này nó khó quá, và cậu ta nghĩ rằng là trình độ này cậu ta học không nổi, bị con si à, cho nên thôi cậu ta xin ra. mình đã si anh trước với cô giám đốc rồi, cô giám đốc đó, cái trường hợp của em rất là đặc biệt, em có tiềm năng, em vào đây với cái trình độ như vậy cho nên cô tin tưởng là em vượt qua được cả, cho nên trường hợp của em thì cô không cho em ra. Em vả vào rồi nhưng mà không ra, em phải ra trường trong cái chương trình này. À thế ra là cậu ta cái mặt bí xị, cậu ta đi ra thì tôi mới ngồi xuống nói chuyện với con đây. Ba đâu có chuyện là có cái chuyện con lấy hạng C đâu. Từ mấy con si này có bao nhiêu con si con có thể biến nó trở thành B thôi. Thì nó gãi đầu, con có thể biến hai con C thành B, thì vậy thôi, cứ làm vậy đi. Còn con C đó thì từ từ tính sao. Thì mình vạch cái lộ trình cho con. Thế là cậu ta từ từ từng bước một cậu ta lên trở lại hết. Đó là một cách để mà vượt qua cái thất bại. Thằng con tôi năm ngoái nó về, nó chia sẻ với sinh viên ở Hoa Sen, thất bại không ai vui cả. Cái điều quan trọng là bạn vượt qua khỏi cái cảm xúc không vui nó nhanh chóng như thế nào. Và ngồi xuống lên cái kế hoạch để làm lại mới là quan trọng. Thì tôi mỉm cười rằng là cái suy nghĩ cậu ta đã học được bài học. Cái suy nghĩ đó là trưởng thành. Thì đấy là những cái mà tôi hy vọng rằng là cha mẹ ở Việt Nam chuẩn bị cho con từng cái nhỏ nhỏ. 3 tuổi còn phải khả năng tự tắm rửa. 4 tuổi còn có khả năng tự tắm, tự mặc đồ, tự mang giày áo. 5 tuổi con có khả năng là con phải làm tự này tới đây. Để dạy cho con có cái khả năng tự lập. Tại vì như vậy khi mà con bắt đầu học đại học thì con em mình nó có khả năng, nó năng nổ đi kiếm công việc làm, nó học những cái kỹ năng mềm để mà nó sống trong khi nó đi học. Khi nó ra trường nó cầm cái bằng đại học là những cái kỹ năng mềm nó đã có rồi. Nó thêm cái chuyên môn nữa, công ty sẵn sàng mừng. Trong chuyên mục Ghế Nóng ngày hôm nay, chúng tôi xin cảm ơn sự có mặt của giáo sư và hy vọng sẽ gặp lại trong một ngày rất là gần. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau. Vâng, xin cảm ơn và xin kính chào quý vị ạ.